Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ông Sonnie Tran, người tố cáo VinFast đã rời Việt Nam và xin tị nạn. Ngày 27 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Sonnie Tran xin tị nạn, tố công an sách nhiễu, hăm dọa do ông phân tích về VinFast, VinGroup. Theo đó, ông Trần Mai Sơn, 38 tuổi, tức Facebooker Sonnie Tran, đã phải chạy trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn sau khi gặp rắc rối với công an từ các bài phân tích về hãng xe VinFast và tập đoàn VinGroup. VOA cho biết năm 2023, trên trang Facebook mang tên Sonnie Tran nay đã không còn tồn tại. Ông Sơn đăng nhiều bài về các vấn đề, khiếm khuyết, nhược điểm trong hoạt động cũng như trong các sản phẩm của VinFast. Ông viết rằng ông chỉ tổng hợp, chắt lọc các thông tin từ chính các báo cáo của VinFast. Bên cạnh đó là các tài liệu công khai của các hãng nước ngoài như Theta, Longchon, v.v. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, một số bài viết nổi bật của ông Sơn đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, gồm các phản ứng yêu thích, chia sẻ và nhiều lời bình luận. Do các bài viết đó, ông Sơn kể, từ cuối tháng 12 năm 2023 đến đầu năm 2024, ông đã bị công an đưa về trụ sở của họ theo kiểu bắt cóc tại đó. Công an nói ông bị VinGroup tố cáo. Tổng cộng, ông phải làm việc với họ 6 lần, trước và sau Tết. Công an đã thu giữ máy tính xách tay và điện thoại của ông, đến nay chưa trả lại, ông Sơn nói thêm. Sau này, tôi đề nghị họ phải ghi rõ trong giấy triệu tập là VinGroup tố cáo tôi mới lên làm việc thì họ có gửi 2 giấy triệu tập ghi rõ nội dung là VinGroup tố cáo. Vẫn theo VOA dẫn lời ông Sơn cho biết, vào ngày 8 tháng 4, công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông nhưng không thu giữ gì. Lúc đó, ông Sơn đã chạy trốn trước những sức ép từ công an, ông cho biết. Họ có hăm dọa. Trước Tết, họ gọi điện thoại cho gia đình tôi, yêu cầu tôi xóa các bài viết về Vin trên Facebook. Ban đầu tôi nhượng bộ, tôi có 2 trang Facebook thì tôi xóa một Facebook, còn một Facebook tôi kiểm soát được thì tôi ẩn bài đi. Sau này tôi cứ viết cái gì liên quan đến Vin là họ, tức công an, đều gọi, đe dọa là phải xóa Facebook, nếu không sẽ có biện pháp xử lý cao hơn. Nếu anh không làm tôi sẽ bắt anh, kiểu như vậy đấy. Và đây là hình ông Trần Văn Sơn, tức Sonnie Tran. Nhưng không chỉ hăm dọa, ông Sơn cho rằng đã xuất hiện những dấu hiệu là ông thực sự có thể bị bắt. Họ đã cấm xuất cảnh tới ngày 10 tháng 3, tầm đầu tháng 3, người nhà của tôi liên hệ, kêu là có ông công an khu vực đi kiếm tôi, chắc là để xác minh tôi có ở nhà hay không. Tôi cảm thấy họ đang kiểm tra, truy lùng mình rồi, nên là tôi đã mất tích ở thời điểm đó. VOA liên lạc qua điện thoại với đơn vị phía Nam của Cục An ninh Điều tra viết tắt A09, Bộ Công an Việt Nam, để kiểm chứng, nhưng người trực điện thoại trả lời là không biết. VOA cũng cố gắng liên lạc với sĩ quan công an Trần Hoàng Sơn thuộc A09, người đã trực tiếp triệu tập làm việc với Facebooker Trần Mai Sơn. Viên sĩ quan này đã không nhắc máy. Về phía hãng VinFast và tập đoàn mẹ VinGroup, khi VOA đề nghị họ cho biết có phản ứng thế nào về những lời của ông Trần Mai Sơn và vì sao họ không đối thoại hoặc kiện ông ra tòa dân sự mà lại làm việc với công an theo hướng hình sự hóa, họ trả lời là không có quyền can thiệp vào nghiệp vụ của cơ quan chức năng và không có bình luận về việc này. VOA cũng cho hay, việc công an tìm cách trấn áp ông Sơn cũng được một loạt các hãng tin Mỹ và nước ngoài đưa tin. VOA cho biết thêm, đây không phải là vụ việc đầu tiên có tính chất như vậy liên quan đến hãng này. Hồi năm 2021, ông Trần Văn Hoàng, một người mua xe VinFast, đã đăng video lên YouTube phàn nàn về xe và đã bị hãng báo công an xử lý, gây nhiều tranh cãi trong dư luận về cách tiếp cận của hãng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ông Sonnie Tran, người tố cáo VinFast đã rời Việt Nam và xin tị nạn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin mua không đồng điện mặt trời, vì sao Nguyễn Hồng Diên nói ngược thủ chính. Bộ Công Thương bị công luận đánh giá và xếp hạng là bê bối nhất năm 2023. Không chỉ vậy, trong năm 2023, Bộ Công Thương cũng là bộ có nhiều lãnh đạo vướng sai phạm, bị khởi tố, bắt giam, bị kỷ luật nhiều nhất. Mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã phát biểu trong một hội thảo bàn về chính sách mua bán điện. Ông cho rằng mua không đồng điện mặt trời mái nhà mới hạn chế được lòng tham của con người, hạn chế được tình huống trục lợi chính sách. Và đây là hình VN Express loan tải phát biểu gây sốc của Bộ trưởng Công Thương. Theo đó, VN Express ngày 24 tháng 4 đưa tin Bộ trưởng Công Thương mua không đồng điện mặt trời mái nhà để ngăn trục lợi. Bản tin cho biết, lấy ý kiến cho dự thảo, nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương giữ đề xuất loại hình này lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dung hòa lưới quốc gia sẽ không được bán hoặc bán với giá không đồng. Tức là người dân có thể bán phần điện mặt trời dư thừa cho nhà nước, nhưng nhà nước chỉ ghi nhận sản lượng, chứ không thanh toán tiền. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói rằng, việc mua điện mặt trời mái nhà, tự dùng dư thừa giá không đồng là phù hợp để ngăn hiện tượng trục lợi chính sách. Mạng xã hội đã lập tức dậy sóng, đa số các ý kiến đều phản đối phát ngôn của Bộ trưởng Diên khi đặt câu hỏi, ai là người trục lợi chính sách là gì? Thậm chí các chuyên gia đã chỉ ra rằng, chính sách của Bộ Công Thương là mâu thuẫn với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, phấn đấu đến năm 2023, có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu dùng. Vậy tại sao là Bộ trưởng Bộ Công Thương mà ông Nguyễn Hồng Diên lại không nắm được chủ trương này của chính phủ để dẫn đến việc phát biểu xàm, kém hiểu biết như vậy? BBC Việt ngữ đưa ra một bình luận cho rằng vì sao Bộ Công Thương và ông Nguyễn Hồng Diên lại đòi mua điện mặt trời lắp trên mái nhà với giá không đồng? Mua không đồng thì thử hỏi ai sẽ bán? Facebooker Bình Hồng Ngự bình luận, giá không đồng là điều mâu thuẫn với chính sách phát triển, vậy mà một ông bộ trưởng cũng cho áp dụng thì thật là hài hước. Đó là chủ trương kiềm hãm sự phát triển của đất nước, tại sao ông bộ trưởng không nghĩ tìm ra giá bán điện lên lưới là bao nhiêu để không thể trục lợi mà vẫn hài hòa lợi ích đôi bên, sao không đưa ra thỏa thuận như vậy? Facebooker Tùng Bùi thì nguyền rủa, cho ông này thôi chức được rồi đấy, ông ấy chả hiểu gì những luật lệ có liên quan. Các ông thà mua điện nước khác chứ không mua của dân mình vì không có hoa hồng lót tai. Một thằng tiểu nhân tráo trở như Nguyễn Hồng Diên mà bò lên để làm bộ trưởng được, nó cầm quyền thì hại dân, hại nước, đúng là một lũ thảo khấu lục lâm, chỉ quen ăn cướp của dân. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Sau đại hội 13, việc ông Nguyễn Hồng Diên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái xếp vào chiếc ghế Bộ trưởng Công Thương đã làm xôn xao dư luận. Bởi Bộ trưởng Diên đi lên từ một cán bộ đoàn xã không có kiến thức về kinh tế cũng như quản trị kinh doanh. Vậy mà không hiểu vì sao ông Nguyễn Hồng Diên lại có một hoạn lộ thênh thang như vậy. Hoạn lộ của ông Diên có liên quan gì đến vấn đề mà giới thạo tin cho biết rằng nhạc phụ của ông là ông Trần Văn Sang, một doanh nhân giàu có bậc nhất ở Thái Bình. Ông Sang đã bỏ ra hàng tạ vàng 4 số 9 để mua ghế bộ trưởng cho con rể. Công luận hoài nghi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ít lần khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, những phần tử tha hóa, cơ hội. Vậy tại sao một người không đủ phẩm chất năng lực rõ ràng như ông Nguyễn Hồng Diên lại chậm chệ ngồi ghế Bộ trưởng Công Thương? Phải chăng ông Diên chạy ghế bằng tiền? Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay công luận vẫn cho rằng chưa có lúc nào Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức, chạy quyền, dùng tiền bạc vật chất để mua ghế, trầm trọng như thời ông Trọng làm Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự tại Đại hội 12, Đại hội 13 và sắp tới là Đại hội 14. Khi lựa chọn nhân sự Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trọng có ý thức được tầm quan trọng cũng như vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương, nơi điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước. Công luận yêu cầu phải làm rõ việc chọn lựa cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đương kim Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên liệu có bị chi phối bởi tiền bạc, vật chất hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mua không đồng điện mặt trời, vì sao Nguyễn Hồng Diên nói ngược thủ chính. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.